Em xin chào thưa các bác nhá. Bữa nay thì anh em mình lại tiếp tục đi lên rừng để săn ong khoái các bác. Đây các bác có thể quan sát ở khu em đứng đây thì cái nguồn hoa rất chi là nhiều các bác. Khu này bây giờ bồ đề nở rất chi là nhiều luôn các bác nhá. Quá nhiều bồ đề luôn các bác. Khu này thì bồ đề thì phải nói là cái nguồn hoa của nó quá là nhiều luôn. Thì ở trên bồ đề kia thì cây của nó cũng khá là cao nên là anh em mình cũng khó quan sát ong về. Anh em mình đang theo dõi cái con ong khoái nó lấy mật ở cái cây phía trước mặt này các bác này. Rất chi là nhiều luôn. Đồng chí Dùng thì đang ở dưới đường kia. Đang quan sát ong không biết là nó về bên nào. Giờ này thì cái thời tiết ở trên em thì nó mưa nắng thất thường lắm nên là anh em mình chưa vào rừng sâu để khai thác được. Này anh em mình đang khai thác ong khoái ở cái khu vực đồi thấp này thôi. Bay ra đằng sau thôi. Bay đằng sau à? Bay đằng sau thôi. Ồ, và cái con lúc nãy khả năng nó về đường ngược này các bác này. Ở trên đây thì nó vẫn ăn nhiều lắm. Anh có biết có nhìn thấy con nào bay không? Nó đang ấy, từ chờ một hai con, có một con sắp về kìa. Có một số con giờ là bay phấn. Ra đằng sau đường điện mà. Ừ. Một số con là cái giỏ phấn ở hai chân nó khá là đầy rồi các bác. Thì nó đang chuẩn bị nó về đấy. Ừ. Bây giờ anh em mình sẽ sử dụng ống nhòm mà lát nữa ong nó từ cái cây này nó lấy mật lấy phấn về thì quan sát đường bay của nó các bác nhé. Không biết cái tổ ong chúng ta đến thời điểm này có cái bầu gì không. Tổ này anh em mình đánh lần hai các bác nhé. Khá là to. Khói quá tốt luôn. Khói tốt không? Khói tốt. Khói như này thì yên tâm rồi. Đấy, vào đúng luồng rồi đấy. Tổ này quân khá đông quá. Ui giời, nó bay. Ui. Chính. Ừ, đúng rồi đấy. Đấy. Sao nào? Ui rồi nhộng phun. Mật quá không? Chưa thấy bầu. Chưa thấy gì à? Chưa thấy gì. Lên một tí nữa xem nào. Xem cái bầu xem nào. Bầu có hơi bé. Bé à? Chắc được khoảng tầm hơn 1 cân bầu ấy. Bầu vít trắng đẹp lắm. Bé thế nữa. Ừ. Chắc cân 2 cân gì đấy. Nhìn ở dưới gốc thì không rõ lắm đâu. Mình còn chưa lên đến anh đã thấy bầu rồi. Ừ. Bầu vít trắng đẹp. Rồi này trên em bây giờ mật bồ đề nhá. Mật bồ đề trắng này, mật kháo rậm. Đang về rất là nhiều. Ừ, cũng được. Chắc chắn là phải được rồi. Không to bằng cái tổ hôm qua chú đánh nhỉ. Tổ hôm qua đồng chí Dùng đánh gần yến cái tổ đấy, nhìn cái bầu nó dày và nó trắng phau, nhìn rất là đẹp luôn. Khói phải thế chứ. Không ong nó dữ lắm. Ong khoái vàng này nó nổi tiếng hung dữ rồi các bác. Khói mà không đủ là ong nó rất hay tấn công luôn. Thằng này thì nó hung hăng hơn cái thằng khói đen. Khói đen thì có vẻ nó hiền hơn. Túi hơi to à? Ui, này nhìn thấy tôi, anh ạ. Chắc tay phết đấy. Nhìn đi. Tôi không hết à? Khéo khéo thủng em nhé. Anh thấy cành cây khuấy nhiều lắm. Nặng phết đấy, 3 cân. Ừ. 3-4 cân rồi đấy. Vậy còn hơn lần đầu nhỉ? Hơn lần đầu ấy. Cái lần đầu trước bọn mình đi đánh là đợt vòng vải nhãn nở. Đợt này thì đa số là kháo rậm bồ đề và thành ngạnh chuẩn bị nở quá. Nhưng mà vật ở cái vùng dưới là cái màu rất là đẹp nhỉ? Cái màu vàng vàng đậm đẹp.
Thế là đã xong tổ ong nha các bác nhé. Để lại cái phần tổ kia lại một chút mật để cho nó ăn. Tổ này chưa chia đàn đâu nhỉ? Để cho ong tiếp tục sinh sôi và chia đàn. Đây các bác ơi, tổ ong này bầu khá là đẹp đấy. Tổ này tổ thứ hai trong ngày. Tổ đầu tiên thì chắc được khoảng hơn 1 cân tí thôi. Đây này. Màu mật thì nó khá tương đồng về màu sắc luôn. Hai tổ. Hai tổ này chắc khả năng được chắc khoảng tầm gần 5 cân gì đấy thôi. Ây da. Quá đã luôn. Mật màu rất là đẹp nhá. Các bác có nhu cầu để mà mua những sản phẩm mật ong bên em ấy thì liên hệ với em, cái số điện thoại em để dưới cái phần mô tả của cái mọi video nha các bác nhé. Ong vào đấy nhờ. Đây tổ ong anh em cắt lần 2 này các bác này.